Megalodon là loài săn mồi cổ đại nổi tiếng nhất thế giới. Lớn, nguy hiểm và chết người. Nó đã tuyệt chủng khoảng 3,6 triệu năm trước hoặc vẫn còn sống đấy. Một số người khẳng định rằng họ đã nhìn thấy những con cá mập khổng lồ. Những người khác tin là Megalodon đang trốn sâu dưới lòng đại dương, nơi mà con người chưa từng đặt chân đến, chẳng hạn như trong rãnh Mariana. Ngoài ra, mọi người liên tục tìm thấy răng của Megalodon. Một số người cho rằng đó là do những con cá mập khổng lồ đó vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ đang cố gắng tránh thu hút sự chú ý mà thôi. Hãy so sánh một người với con quái vật biển này nhé. Ở góc bên trái, chúng ta có một người trung bình, cao 1m8 và nặng 62kg. Ở góc bên phải là một con Megalodon, chiều dài trung bình 10m, nặng khoảng 50 tấn. Vâng, chúng ta đang đối mặt với một con vật có kích thước bằng một xe buýt với cân nặng của máy bay Boeing 737. Hãy quan sát kỹ con Megalodon nhé. Tất nhiên, nó có răng, mỗi chiếc dài 18cm. Đây là loài cá mập có răng lớn nhất từng tồn tại. Megalodon còn có nhiều răng hơn các loài khác, 250 trên 5 hàng. Hàm của nó có thể rộng 2m. Bạn có thể nằm bên trong miệng của nó mà vẫn thấy khá thoải mái đấy. Tất nhiên là chỉ khi bạn quên rằng mình đang nằm trong miệng của một con quái vật săn mồi khổng lồ mà thôi. Nhưng nếu bạn đeo khung xương trợ lực làm từ titan vào, thì cuộc gặp gỡ với Meg sẽ không nguy hiểm lắm đâu. Tuy nhiên, hàm của nó vẫn có thể làm tổn thương những thứ cứng ngang ngửa như thế. Còn bác sĩ nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vậy bạn có thể làm gì để ngăn một con Megalodon đang nghĩ rằng bạn có thể là bữa tiếp theo của nó đấy? Khả năng bị cá mập tấn công sẽ thấp hơn nhiều nếu bạn đi theo nhóm. Cá mập hiểu rằng việc tấn công nhiều người có thể mang đến nguy hiểm, nên nó sẽ rút lui một cách yên bình. Tất nhiên là trừ khi nó đi cùng với những con Megalodon khác. Vì lý do tương tự, nên đừng bơi quá xa bờ nhé. Một con Megalodon có thể nghe thấy những tiếng rung động trong nước nếu có nhiều người ở trên bãi biển. Nhưng nếu bạn ở một mình trong vùng nước sâu, thì không có gì có thể ngăn nó tấn công bạn. Đồng thời, hãy tránh bơi ở vùng nước đục. Megalodon thường cố gắng hướng con mồi vào những vùng nước như thế. Vì thế, con cá mập ấy thường nghĩ rằng bạn là bữa ăn của nó nếu bạn bị lạc trôi tới đó. Và cũng đừng bao giờ bơi vào ban đêm. Đây là khi cá mập có nhiều năng lượng nhất đấy. Megalodon cũng có một khứu giác nhạy bén đến đáng kinh ngạc. Người ta thường nói rằng cá mập có thể ngửi thấy một giọt máu giữa đại dương. Đây không chỉ là chuyện bịa đặt đâu, mặc dù cũng hơi phóng đại. Cá mập có khứu giác tuyệt vời và có thể phát hiện ra máu từ khoảng cách 400m. Vì vậy, trước khi đi bơi, hãy chắc chắn rằng bạn không có vết thương hở hoặc chảy sức nào. Như thế, bạn sẽ không chỉ bảo vệ được chính mình, mà còn là những người khác đang bơi trên bãi biển. Khi một con Megalodon ngửi thấy mùi máu, nó sẽ chuyển sang chế độ săn mồi. Và kể từ thời điểm này, con cá mập sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Giờ hãy ngắm cái vòng lấp lánh này nào. Nó tỏa sáng và nhấp nháy với nhiều màu sắc khác nhau, giống như các loài cá khác. Megalodon có thể sẽ chú ý đến món đồ này đấy. Vì vậy, hãy bỏ tháo hết trang sức trước khi đi bơi. Nếu không, bạn sẽ có thể trở thành mồi câu phiên bản lấp là lấp lánh đấy. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang lặn biển và ngắm nhìn một dạng san hô tuyệt đẹp. Những con cá sặc sỡ đang tung tăng bơi lội. Sau đó, đột nhiên, tất cả các sinh vật sống trong dạng san hô bơi mất vía hoặc trốn đi. Trong vòng một giây, dạng san hô trống rỗng. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một kẻ săn mồi lớn đã xuất hiện ở gần đó. Và kẻ săn mồi lớn trong thế giới dưới đáy biển chỉ có một ý nghĩa duy nhất, cá mập. Vậy hãy mau ra khỏi đó đi. Tiếp theo là một cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi cuộc tấn công của Megalodon và cũng là một trong những cách đơn giản, đồng thời rõ ràng nhất, nhưng mọi người vẫn bỏ qua nó. Đúng vậy, những cái biển cảnh báo. Nếu bạn đến bãi biển và nhìn thấy biểu tượng hình cá mập thì đừng nghĩ đến việc xuống nước. Chúng đang ở sẵn nơi đấy và chỉ đang chờ ai đó lặn xuống mà thôi. Nhưng hãy tưởng tượng rằng bạn đã lờ đi các cảnh báo và biển báo để đi bơi nào. Bạn đột nhiên nghe thấy tiếng người la hét từ bãi biển. Ai đó đã phát hiện ra một chiếc vây khổng lồ nổi trên mặt nước. Chiếc vây ấy đang di chuyển theo hướng của bạn và bạn cần quyết định phải làm gì. Vậy làm thế nào để bảo vệ mình nếu Megalodon tấn công bạn? Trước tiên, hãy bình tĩnh. Vâng, tôi biết là chúng ta đang nói về một con cá mập khổng lồ. Nhưng nếu bạn hoảng sợ và dùng tay đập xuống nước thì sẽ càng thu hút sự chú ý của nó mà thôi. Hãy cố gắng đến gần một chiếc thuyền hoặc một nhóm người. Làm như vậy một cách bình tĩnh nhất có thể. Nếu đang hoàn toàn đơn độc thì bạn có thể cố gắng không di chuyển.
Thông thường cá mập sẽ cố gắng cắn người. Nếu đó là một con cá mập thông thường thì có khả năng là nó sẽ không quá nghiêm túc. Nếu nó có khẩu vị riêng thì một con cá mập bình thường có thể sẽ để bạn yên. Đúng vậy, thực ra chúng không thích vị thịt người lắm. Nhưng bạn sẽ không gặp may mắn như thế này khi chạm trán một con Megalodon. Hàm của nó to đến mức có thể nuốt trọn bạn. Vì vậy, ở yên không phải là một lựa chọn. Nhưng nếu gặp phải một con Megalodon ở vùng nước nông thì bạn vẫn có cơ hội sống sót. Vì quá lớn nên Meg gặp khó khăn khi vận động, đặc biệt là ở nơi có mực nước như thế. Vì vậy, nếu cắn trượt lần đầu, nó sẽ phải thực hiện lại chiến thuật của mình, giống như một phi công cố gắng hạ cánh máy bay vậy. Điều này sẽ giúp bạn có thời gian để bơi vào bờ và tới nơi an toàn. Nhưng nếu bạn đang ở giữa đại dương sâu thẳm thì sao? Vậy thì bạn gặp rắc rối lớn rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng cứu bạn. Giả sử Mike đang bơi về hướng của bạn với hàm răng mở to nào. Một giây sau, nó tóm lấy bạn. Cấu trúc răng của Megalodon sẽ chỉ khiến bạn tự làm tổn thương mình nhiều hơn nếu cố gắng thoát ra khỏi miệng nó. Cách duy nhất để sống sót là khiến Mike để bạn đi. Nếu đó là một con cá mập bình thường thì bạn có thể đấm thử vào mũi nó. Nhưng lớp da của Megalodon quá dày nên loài này sẽ không cảm nhận được cú đánh đâu. Vì vậy, hãy nhắm vào đôi mắt. Đây là điểm yếu của nó. Nếu cảm thấy đau, nó có thể sẽ để bạn đi. Bây giờ bạn cần phải sơ cứu vết thương. Hãy thật nhanh chóng. Và bạn cũng xứng đáng nhận được huy chương vì là người duy nhất sống sót sau cuộc chạm trán với Megalodon. Ý tưởng gặp kẻ săn mồi khổng lồ này thật đáng sợ. Nhưng thành thật mà nói, khả năng chúng còn tồn tại là không có. Tất cả những giả thuyết cho rằng chúng đã tránh được tuyệt chủng và chỉ đang trốn tránh chúng ta đều là sai lầm. Đầu tiên, những con cá mập khổng lồ này thích nước ấm. Vì vậy, không đời nào chúng có thể trốn ở một độ sâu lớn. Ngoài ra, một con vật có kích thước như thế cần một lượng thức ăn rất lớn. Nhưng đơn giản là không có đủ thức ăn cho chúng ở sâu dưới đáy đại dương. Và tất cả những chiếc răng cá mập khổng lồ mà người ta tìm thấy cũng có thể được giải thích. Không giống như con người, cá mập liên tục mọc răng mới trong suốt cuộc đời của chúng. Chúng rụng răng 2 tuần một lần, còn Megalodon thì có lượng răng lớn nhất từ trước đến nay. Vì thế, giờ chúng ta hiểu tại sao lại có nhiều răng bị bỏ lại ở dưới đáy đại dương như vậy rồi đấy. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không cần cẩn thận. Cá mập đôi khi vẫn tấn công con người. Năm ngoái có 64 trường hợp tấn công vô cớ. Vô cớ nghĩa là con cá mập quyết định cắn ai đó mà không có lý do. Cũng có 41 trường hợp cá mập tự vệ trước ngư dân hoặc thợ lặn tò mò. Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra đều ở Mỹ với 41 cuộc chạm trán với cá mập. 21 trong số đó xảy ra dọc bờ biển Florida, Hawaii, California và Bắc Carolina, cũng là những nơi có khá nhiều cá mập. Úc đứng thứ sau với 11 vụ tai nạn cá mập vào năm ngoái. Những người lướt sóng thường đụng phải cá mập vì họ dành nhiều thời gian ở những khu vực mà cá mập thích bơi. Tia nước bắn ra từ ván lướt sóng của họ thu hút những kẻ săn mồi và khiến cuộc gặp gỡ khó chịu dễ có xác suất xảy ra hơn. Cá mập trắng lớn là loài hung dữ nhất, tiếp theo là cá mập hồ. Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng cá mập bò là loài nguy hiểm nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đừng sợ, bạn chẳng phải sợ tất cả các loài cá mập đâu. Chẳng hạn như cá nhám là hoàn toàn vô hại. Thêm vào đó, chúng cũng cực kỳ dễ thương nữa.